Nếu mà các bạn nhìn những hình này, thưa khán giả của Hậu Trường Bóng Đá, chắc các bạn nghĩ rằng đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta sẽ được dập sân cỏ tự nhiên. Nhưng nói thật với các bạn thì không phải như thế. Tôi đã có mặt ngay bên ngoài sân Makati Blue Beach. Và đây là một sân bóng cỏ nhân tạo như thường lệ, bởi vì là đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta đương nhiên rồi thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 30. Và chắc chắn rồi, đội tuyển U22 Việt Nam chúng ta sẽ tiếp tục có buổi tập tại mặt sân cỏ nhân tạo để chuẩn bị trận đấu gặp U22 Singapore. Đây là một trận đấu vô cùng có nhiều cái ý nghĩa và vô cùng quan trọng, không kém gì trận đấu gặp U22 Indonesia. Nếu thắng trong trận đấu này thì gần như tấm vé đi tiếp của chúng ta đã được định đoạt, bởi vì chỉ cần là một trong hai đội bóng giữa Thái Lan hay là Indo sẻ chân trong trận đấu còn lại thôi thì U22 Việt Nam của chúng ta sẽ nghiễm nhiên bước vào vòng bán kết. Đó, chính vì thế mà chắc chắn rồi buổi tập này rất quan trọng, và chúng ta cùng chờ đợi xem là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập luyện những gì tại sân bóng Makati Blue Beach. Dạ vâng, anh đợi em chút ạ. Cho con chị nhé. Nhiệt đến ai thôi, không nói.
Thank you.